Mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình đi đến cửa hàng HKV, mình hỏi giá chiếc xe Gazette mới. Nghe nói bên cửa hàng có chiếc Gazette mới về, thì mình làm clip ghi hình lại cho các bạn cùng tham khảo luôn nha. Là bây giờ mình sẽ ghi một đoạn đường từ cái siêu thị Mega nè, đầu đường ở ngoài nè, bến xe cũ nè, bên tay trái các bạn là bến xe cũ Cần Thơ đó, bên phải là siêu thị Mega. Đoạn đường này là quốc lộ 91B của thành phố Cần Thơ. Thì các bạn ở tỉnh xa thì có dịp đến thì cũng để xem biết đường này luôn ha. Đây thì quẹo vô cái khu dân cư này, gọi là khu dân cư Metro. Khu dân cư Metro cũ bây giờ là siêu thị Metro, đổi tên lại là thành siêu thị Mega đó các bạn. Thì đây là cái đầu đoạn đường đi vô. Vô cửa hàng vô thì cũng một đoạn ngắn thôi. Vô ngoài, vô bên tay trái thì mình sẽ lấy hình cảnh số cảnh cho các bạn tham khảo đường phố của Cần Thơ luôn nha. Đó, đó, tới cái chỗ này là cũng nửa đường rồi đó. Thì đây là cái khu dân cư Metro cũ. Đây thì mình đây như cửa hàng ở trước đây bên tay trái, rồi mời các bạn cùng xem clip nha. Chào anh, hân hạnh gặp lại anh, admin của kênh YouTube Mekong Today. Rồi, có chiếc này mới về hả anh? Dạ, cái này thì bản da thùng thì em chuyển trên cửa hàng Sài Gòn em về để mà trưng cửa hàng ở Cần Thơ cho khách, để khách có mẫu trực tiếp lại xem xe luôn. Chiếc này là nhập luôn, nhập thùng về luôn hả? Dạ đúng rồi, tại vì cái bản này nó là bản xe thùng mới chưa đổ xăng. Thì cái vấn đề xe thùng mới chưa đổ xăng thì về cái chất xe thì chắc anh em cũng có thông tin rồi. Tại vì xe thùng mình chưa đổ xăng thì cơ bản là cũng khó có gì để bàn lắm. Còn chủ yếu là anh em đánh giá cái hình thức chung, ví dụ như những cái chi tiết như thế này. Thì khi bản thân tụi em làm nghề, tụi em vận chuyển xe thì cũng phải bảo dưỡng cho khách rất là kỹ, phải quấn băng keo lại hết. Yên đồ cũng phải quấn lại hết, cần số với giò đạp đồ bên đây. Ví dụ như những cái chi tiết này là tụi em phải quấn lại. Cái này anh giới thiệu một số cái như là tính năng đồ của nó làm sao đó. Thì cái bản này là cái bản hiện tại trên thị trường mình, tất cả các cái cửa hàng mà có nhập cẩu về để bán á, thì nó là da dách thùng. Thì từ 2017 đến 2019 thì thật ra nó là cùng một đời. Thì cái xe thùng này là bản Movista đang được cửa hàng chào bán với giá là 28X. Thì cái ít cụ thể thì cái này anh em tới coi xe thì có thể mình thương lượng thôi, bớt chi phí rồi, cái đó là chuyện rất bình thường, đó là mua bán thôi. Còn những cái chi tiết trên đây, ví dụ như là mình có thể đánh giá sơ bộ, những để anh em để ý, có thể để ý những cái chi tiết gọi là cái đĩa này. Cái sọc trên đĩa nó vẫn còn, có nghĩa là chưa từng sử dụng. Bản thân cái xe này cũng là xe chưa đổ xăng, thì để Dũng mở yên lên cho anh em coi. Này nó tại nó có hơi có bụi nha các bạn. Cái bánh có bụi, chưa có lao luôn, quay luôn. Đây. Chứ không phải xe cũ. Cái này là những cái chi tiết của theo xe. Có nghĩa là xe thùng theo xe thì những cái chi tiết này, ví dụ như hai chìa. Đây hai chìa. Hai chìa, mã chìa vẫn còn. Mã chìa là bản thân cái mã chìa là cái mã ký tự của cái xe này, là có nghĩa là máy trên máy, ví dụ như cái bản này các bạn giới hạn là 1000 chiếc. Ví dụ đó nha, là 1000 chiếc thì cái mã này là mã số thứ tự của nó trong cái lô hàng đó. Còn bản thân cái bộ số cà ở trên yên này vẫn mình vẫn còn nem băng keo lại cho tránh cái tình trạng gỉ sét, hay là theo thời gian nào mà có thể, ví dụ như bản nó từ 2018 2019 nhưng mà mình sẽ đăng ký muộn thì nó sẽ ảnh hưởng tới oxy hóa,
thì mình kỹ thì mình sẽ dán cái băng keo lại để bảo dưỡng lại. Những cái chi tiết theo xe, sổ, sách rồi còn đầy đủ hết. Đây, cái chỗ này nó có cái này là đẩy gì? Cái này là mình để cái học bình với cái IC của xe. Đây, cái này em có thể mở lên cho anh em tham khảo. Những cái chi tiết này thì nói chung là nó giống như là bảo vệ cho cái bình. Cái yên còn bọc lại luôn này. Dạ. Cái bản thân cái xe này là chưa đổ xăng nha. Tại vì xe thùng thì mình không có đổ xăng được. Đổ xăng nổ máy thì đây nhìn quay rất rõ. Tại vì cái ánh sáng nó lọt vào thì anh em nhìn thấy rất là rõ. Là cái phần kim loại ở bên trong nó còn cái độ ánh xanh lên, chưa từng châm xăng vô. Châm xăng vô nó sẽ xỉn màu đen. Mình không có để miếng xăng để bảo không quản được bình xăng không? Dạ không được, tại vì xe thùng mình giao khách thì mình đổ xăng rồi khách có một cái quan niệm là mất zin. Trong đó nó có gì bảo quản không? Dạ không, cái này thì thường thường mình do mình bản thân mình cá nhân mình bảo quản kỹ thôi. Dạ. Đây Movistar ha. Đứng ra ké vô luôn hay sao mà chiếc này là 280X đó, lên YouTube luôn á. Nãy giờ hơi nhiều rồi đó. Không, đâu gì đâu, anh cũng là khách mà đến để tham khảo xe đó bình thường. Dạ. Anh cũng đang ủng hộ đồ Gin Sibo của cửa hàng đây. Anh từ Đồng Nai xuống. Đối với anh Dũng là nơi tin cậy. Đây, cứ quay mấy anh em thẳng thôi đâu vậy. Mấy anh em giới thiệu với khách luôn là cũng mấy anh em ở Đồng Nai xuống để mua phụ tùng Gin Sibo. À, ví dụ như cái con này là bản xe thùng thì cơ bản là về xe thùng thì cái nó là sườn lốc gin đầu nồi chưa gớt máy chưa chẻ, những cái chi tiết đó thì anh em chơi hay thì là đã rất là rõ rồi. Còn về cái chất gin của xe thì đương nhiên phải là xe chưa đổ xăng, thì trường hợp này là anh em lấy thì mình sẽ giao hải quan, nó là thanh lý hải quan 2018. Hải quan thanh lý anh? Dạ đúng rồi, hải quan thanh lý, tại vì cái bản này thường thì nó rất là hiếm có hải quan chính ngạch, nó chỉ có thanh lý hải quan thôi. Cái này là những cái chi tiết này là do cái ở tại cửa hàng dơ nha. Mình cũng thú thật với anh em là mình cũng mới đi tour về nên không có thời gian để mà vệ sinh đó. Quay cái đầu xe. Dạ đây. Dựng trong nhà thì nó cũng bụi lắm. Thường thường mình đánh giá là đầu lòng xe đây, những cái chi tiết những con ốc đầu trên này. Đây, những chi tiết lốc máy đồ. Ốc bô đồ anh nhìn là biết liền. Ví dụ như có cái dấu hiệu mà đã mở ra. Đã mở ra là sẽ có cái dấu hiệu chày ốc rồi thì biết liền. Dạ 100%. Có con này thì chắc là mình có thể nói nhiều được, tại vì cái xe thùng thì mình rất hạn chế trong cái thông tin của nó, thì cơ bản thì xe thùng thì không có gì để bàn nhiều. Ví dụ như cái bản này là cái bản độ, cái con này là hải quan chính ngạch 2-1, nhưng mà mình độ nguyên một cái cây thùng 27 vô thì những cái combo theo xe, là những cái chi tiết đồ chơi theo xe thì đây anh em cũng có thể tham khảo, như là cặp cùm Rambo, cái cùm tăng tốc của Domino, cặp bao tay Domino, cặp rù Gizoma, những cái chi tiết phụ là những chi tiết này nè, riêng về phần áo là carbon, nó là carbon Imburger chứ không phải là carbon nhúng nha. Cái carbon fiber thì nó khác, carbon fiber là nó là sản phẩm nhựa đem đi nhúng carbon thì nó khác, còn cái carbon Imburger là nó khác. Cái hai cái phần này giá thành nó cũng khác nhau rất là nhiều. Thấy nó có độ trong trong ha. Dạ, cái nhìn như là nó rất mỏng và nhẹ. Nó rất là mỏng mà cứng ha. Rất là mỏng. Cái độ bền với độ chịu nhiệt nó thì rất cao. Cái này trong cái phần mà em giới thiệu chiếc xe Sibo 65 em cũng có nói về cái phần carbon rồi. Còn những cái chi tiết độ trên xe, ví dụ như cái bộ này thì cái này là do cái sở thích cá nhân thôi. Có nghĩa là cái combo hai đĩa. Đây các bạn có thể thấy rất là rõ, hai cái đĩa đây. Mình lên hai con heo dầu hai bên. Thì cái bộ dây chia ba này á, cái bộ dây này mình phải tận dụng cái bộ dây dầu của cái xe mô tô á thì nó mới chịu cái thủy lực với lại cái nhiệt á, nhiệt dầu thắng á, nó sẽ nóng. Cái nhiệt dầu thắng thường nó dẫn từ cái đĩa này lên heo, dẫn ngược lên dây dầu lên lại, nên cái dây bản thân dây dầu này phải là dây dầu Gin. Thì cái bộ dây dầu này là bộ dây dầu Ganfer, heo Rambo Gin đĩa Ganfer. Còn cái này là mâm da dách Gin, mình xi titan lại, là cái này là theo sở thích cá nhân của mình thôi. Nghĩa là mình tại mình thích cái màu titan mình xi lại. Thì những cái chi tiết này mình cũng có thể giới thiệu sơ bộ cho anh em như vậy. Còn về cái phần đồ chơi trên cặp tay, thường thì anh em chơi xe sẽ chú trọng vô phần cặp tay rất là nhiều. Tại vì cái tay thắng nó cũng hỗ trợ về cái vấn đề an toàn kỹ thuật cho xe mình. Khi mình đi tốc độ cao á thì mình chú trọng thích cái Rambo hơn. Nhưng mà riêng cái cặp tay này mình lại kết hợp. Có nghĩa là như cái cùm á, bộ cùm bên trong là Rambo,
Nhưng mà ra đến đây á, ra đến cái phần này thì mình lại đổ cái chi tiết khác để mình lấy được cái màu titan theo xe. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái phần đuôi này là phần của CRV chứ không phải là của Rambo. Thì cái này là do sở thích cá nhân nữa thôi. Có nghĩa là mình bản thân cái bản dọn này cũng là cái bản dọn để mình chơi á. Thì cái này để có chút xíu thông tin để anh em tham khảo với lại chia sẻ cái kinh nghiệm chơi xe thôi. Chứ chơi xe hoặc là độ xe thì mỗi người mỗi thích. Có anh em thích độ rắc. Có anh em lại thích lấy xe ghim cọp đi độ đồ chơi. Như cái bộ hai thắng đĩa này mình lên khoảng nhiêu tiền anh Dũng? Nếu mà em nhớ không lầm thì em có thể anh có thể ở đây từ đây lên đi cho nó dễ. Tại vì bản thân cái da dách á thì nó là nó đi côn cơ là côn tay á. Dạ. Nhưng mà em độ lên thành cái bộ côn dầu luôn rồi. Côn dầu. Có nghĩa là em đã lên côn dầu rồi lên hai đĩa thì lên hai đĩa. Từ cái chi tiết côn dầu lên hai đĩa thì cặp tay Rambo này tại thời điểm em độ là cái cặp bật cặp cùm này nó khoảng mười mấy triệu á, em chỉ nhớ là gì 12-14 triệu em không nhớ. Với cặp heo á thì nó khoảng cỡ 7 triệu, cặp đĩa thì khoảng 5 triệu. Bộ dây dầu rồi bộ chia ba thủy lực á, bộ tê chia ba thủy lực, rồi những cái chi tiết phụ bên ngoài này, rồi bình dầu đồ bát rồi, thì nói chung là nguyên một cái combo để lên được hai đĩa như thế này thì nó mất khoảng gần 30 triệu. Dạ, giờ đó là Dũng chỉ nhớ lại cái phần cái lúc Dũng độ thôi nha. Chứ còn giá thành thị trường hiện tại bao nhiêu thì mình sẽ không nắm được. Với hiện tại trên thị trường thì như cái chi tiết những cái đĩa như thế này nè, nó cũng có hàng phay chứ không phải không có. Nhưng mà nếu mà anh em đã chơi hàng hiệu, hàng đồ ghim chính hãng thì anh em nhìn sẽ biết. Bản thân như những cặp vỏ cũng gì nữa, ví dụ như cặp vỏ Michelin bây giờ trên thị trường vẫn có hàng phay. Vỏ Michelin trên thị trường thì nó có hàng phay mà nó cũng rất là tốt á, nó khoảng 1 triệu mấy cặp. Nhưng mà cái cặp vỏ này, cặp vỏ ghim Michelin chính hãng thì Michelin của chính hãng thì tại cặp thời điểm cặp vỏ này Dũng mua là 3,8 triệu cho cái da dách á. Thì cái này là nói chung là sở thích với lại cái đam mê thôi, thì anh em cũng thông cảm là đừng có chỉ trích cái việc người này phải chơi cái này hay là người kia phải chơi cái kia như thế nào. Cái này là mình chỉ nói chung chung với anh em về cái đam mê thôi. Cây cốt này là cũng cốt. Dạ đúng rồi, bản thân cây cốt sỏ ngang cái phục trước đây là cây cốt titan, với nó khóa hai đầu bằng hai con ốc titan với khóa nêm hai con ốc 6 ly ở ngoài để nó khóa con tán này lại, cho con tán này không được chạy luôn. Dạ. Thì để nó đảm bảo tính an toàn kỹ thuật thôi. Rồi qua cái phần đuôi xe này. Của ốc máy này là cũng dạ đúng rồi. Titan hết rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Cái này là cái bộ ốc máy này á, em chọn cái màu vàng á, mà em không có chọn màu titan là do theo cái màu xe. Cái màu xe thì hiện tại màu xe mình đi vàng đen nên em chú trọng vô cái ốc này là cái không phải là ốc titan mà ốc robot. Nó nói chung là nếu mà về phân biệt theo giá cả thị trường và cái độ đỉnh á, cái độ đẳng cấp thì cái bộ ốc robot nó lại nhỉnh hơn titan một cấp. Mắc hơn à. Nó mắc hơn một titan một cấp, với lại cái phần chịu nhiệt của nó cực kỳ cao. Thì cái này em thiên về lốc máy thì nó sẽ chịu nhiệt nên em sẽ đi ốc robot. Qua cái những cái chi tiết này, ví dụ như nắp nhớt thì là titan. Nắp nhớt này thì dạ, thì nắp nhớt thì là nó bằng titan GG5, nó là titan nguyên khối. Còn những cái chi tiết ở trên này ví dụ như carbon nè, nếu mà những cái nào mình ốp được carbon thì ốp. Còn bản thân cái chỗ cái bộ chia dầu để mà lên côn dầu á thì nó sẽ có một cái cốp ben dầu ngay đây, giống như nó cũng giống như một cái cốp ben dầu thủy lực ngay cái chỗ cái đĩa sau của bộ này. Chia hả? Này bộ chia. Dạ đúng rồi. Này rất symbol à. Dạ cái này là mình phải độ lại từ cơ mà lên côn dầu. Côn dầu luôn. Dạ, bản thân bây giờ cái con này mình đã độ côn dầu rồi. Cái bộ mà nếu mà độ côn dầu khoảng nhiêu tiền đó? Thì hồi nãy em có giới thiệu chung với anh luôn là từ đây lên tới kia xuống tới dưới hai đĩa trước. Dạ, khoảng đó, nó tầm khoảng đó. Là tại vì thời gian luôn hả? Dạ đúng rồi. Đĩa sau luôn đó. Dạ cái này là đĩa sau, thì một cái bộ phận nó gọi là một phận phanh gời của phần phía sau. Thì cái chi tiết ví dụ như cái cốp ben dầu này nè, em đã được em độ lại bằng của Rambo rồi. Đây, thường cái những cái chi tiết Rambo chính hãng nó sẽ có mã số ký hiệu đầy đủ trên này. Đây anh em có thể coi những cái chi tiết này. Nếu như nó không có những cái chi tiết này á, thì phải coi lại hàng đó là hàng gì. Có thể là hàng nhái hay là gì đó thì mình phải coi lại. Những cái chi tiết này ra tới đây. Kể cả những cái bình dầu AM này, bản thân trên thị trường vẫn có hàng phay. Có nghĩa là vẫn có hàng phay, nó rất là rẻ, vài trăm ngàn thôi. Nhưng mà Dũng thì Dũng mê quá, Dũng độ theo cái sở thích cá nhân của Dũng thì Dũng chọn hàng chính hãng, Dũng chơi. Đây, những cái chi tiết này. Cái thú thật với anh em thì cái xe này mình cũng đã làm 1 năm rồi nên nó có chầy xước thì anh em cũng thông cảm nha. Mình đang đây là giống như là chia sẻ lại cái đam mê với anh em chơi thôi, chứ anh em đừng nghĩ gì sâu xa quá nha. Thì cái này những cái chi tiết này mình làm, đây là heo Rambo chính hãng. Còn những cái bát này, những cái chi tiết hiếm nè.
ví dụ như cái bát tăng sên và bảo vệ gấp của cái này là bằng titan. Tại thời điểm mình làm là mình phải CNC theo ý tưởng của mình và làm giống như đặt hàng riêng cho cá nhân mình xài á, là mình mê quá thì mình làm thôi. Rồi sau này thì trên thị trường mới có bán những cái bộ bát như thế này khá nhiều, với lại giá thành rất là mềm. Anh em có thể tham khảo những anh em mua bán đồ titan đó, thì họ có bán những cái đó, thì anh em có thể làm đẹp cho xe mình rất là đơn giản thôi, với lại chi phí làm đẹp xe bây giờ không có nhiều. Rồi chiếc này nếu mà anh có bán lại không? Có anh, chiếc này hiện tại Dũng đang chào bán, với giá cửa hàng đang chào bán là 265 triệu, bằng giá một cái con bản thường 2018. Nhưng mà thú thật với anh em thì cái chiếc này tại thời điểm mà mình mê quá, mình dọn để mình đầu tư cho nó, nó tạm gọi là chi phí đầu tư cho nó thì 400 mấy, nó khoảng 400 mấy. Nhưng mà Dũng chưng đuôi này thì có cái dè sau là carbon, dè sau là carbon, những cái bô này ốp cũng là miếng ốp là đều là carbon emperor. Còn cái bản thân cái đèn là đèn tích hợp, thí dụ như mình làm cái chó đèn ở trong này là cái bóng đèn, bản thân bóng đèn là bóng đèn tích hợp, tại vì mình thích màu tím á, cái này để mình nổ máy lên. Đây anh em có thấy cái bóng đèn nó màu tím, nó rất là đẹp, nó ánh tím lên rất là đẹp. Có nghĩa là do này là do sở thích cá nhân, nó ánh tím vô những cái chó, cái phần cái bóng đèn là bóng đèn led tích hợp. Đây thắng thì vẫn cháy, có nghĩa là cơ bản là đây bóng cái tim thắng nó vẫn lên bình thường, nó sẽ ánh tím lên. Mấy cái chi tiết bên này thì nó cũng tương tương. Bên này thì có một cái khá nổi lên là cho anh em dễ nhìn thấy là cái dè sau, nguyên cái cụm dè sau là đều là carbon emperor, với lại cây Olin, cái Olin này là Olin chính hãng. Mấy anh em phân biệt Olin chính hãng khá là dễ, cái dòng găng ở trong đây nè. Anh em có thể để ý những cái dòng găng để chi tiết đánh giá cái phần cây Olin chính hãng, với nhìn cái sản phẩm nó nói chung Olin chính hãng với Olin. Cái phần găng, cái độ đăng đưa nó khá là cao, với lại cái đặc trưng cái sản phẩm Olin chính hãng á, thì cái kết cấu kỹ thuật với lại cái hình dáng của nó rất là khác so với hàng phay. Dạ đúng rồi, nhìn khác so với hàng phay nhiều lắm. Cây này nếu mà thị trường giá bán nó khoảng mười mấy triệu anh. Dạ, với lại Olin thì sẽ có chính sách bảo hành bảo dưỡng cho anh em khách trong vòng 1-2 năm. Cũng có thời gian Dũng cũng có cộng tác bán hàng Olin với bên chỗ Đại Hoàng Gia của thành phố Hồ Chí Minh, thì do mình cũng chơi, mình cũng có cộng tác để bán hàng của bên Đại Hoàng Gia. Nhưng mà thường thì sản phẩm Olin thì nó khá là đắt đỏ với thị trường, nhưng mà về chất lượng thì không cần phải bàn, nó rất là đỉnh, rất là chuẩn. Cái cũng gimbal. Dạ. Không, cái cây này thì hiện tại là cái cây này chỉ là hàng phay thôi. Riêng chiếc xe này chỉ có cái sản phẩm này là hàng phay, do lý do là không có hàng chính hãng của Rambo chân nghiêng. Nên em phải vì cái màu xe thì cái cây này, riêng cái cây là hàng phay nha. Cái này là mình cũng nói rõ, không có ngại với anh em. Có nghĩa là sản phẩm trên cái xe này, cái chi tiết này là cái chi tiết không thể độ được. Cái chi tiết này thật sự thì mình đang lấy một cái chân ghim của con Yazaz, mình đi xi titan rồi. Thì chỉ chờ cái sản phẩm nó về mình gắn vô xe lại thôi thì nó sẽ là xịn. Chứ còn giờ thì tạm thời phải sử dụng. Cái phần trên cái xe, đồng hồ, mặt đồng hồ này. Giờ đây, những chi tiết này. Cái cùm này là cặp cùm tăng tốc của Rambo. Còn những cái tay cầm công tắc đèn bên trong mình đã độ lại hết rồi. Có nghĩa là không còn là bản ghim nữa, mà là độ lại theo cái sở thích cá nhân. Đồng hồ thì thứ thật đây các bạn có thể xem, cái xe này là bản chất đồng hồ ghim nó chỉ 3.200 thôi. Cái này là carbon, cái bờ này là carbon. Còn cái trợ lực Hybro. Trợ lực Hybro thì cái giá thành nó bây giờ nó cũng rẻ, nó khoảng 6-7 triệu một cây thôi. Thì cái này là trợ lực cho mình chạy nó nhẹ. Đúng rồi. Nó hạn chế được cái độ sàn lắc khi anh đi tốc độ cao á, thì nó khá là đầm. Với lại nó sẽ có nút tăng chỉnh ở đây để anh tăng chỉnh cái độ cứng á. Có nghĩa là anh thích chạy lỏng nhẹ hay là anh thích chạy nó hơi kênh kênh cứng cứng thì mình sẽ tăng cái này. Cái cặp rù này thì cặp rù Yuma chính hãng. Thì cái này là do mình độ màu vàng á, cái xe màu vàng nên mình sản phẩm Yuma thường thường nó sẽ rơi vô màu vàng. Thì những chi tiết này nó sẽ có. Rồi, tổng thể nè cho các bạn tham khảo nha. Rồi, cảm ơn các bạn cũng đã xem clip. Thì nếu mà có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại của chỗ cửa hàng HK Team mình là số mấy anh Dũng? 0939080609. Dũng cũng thay mặt cửa hàng cảm ơn anh admin của kênh YouTube Mekong Today. Thì anh cũng có chiếu cố cho cửa hàng lắm. Thì thông qua kênh này thì Dũng cũng
nhắn gửi đôi lời tới anh em đam mê xe giống mình với lại khách hàng. Thì trong thời gian qua thì anh admin của kênh Mekong Today cũng có đăng một vài bài của bên Dũng, thì thú thật với anh em cái lượt bán hàng của bên Dũng tăng rất là đáng kể. Thì cũng rất là cảm ơn anh em đã tín nhiệm với chia sẻ thông tin qua lại với nhau. Thì tất cả những cái gì gọi là đam mê về xe cộ hay thì độ dọn hay thì với lại mô tô, anh em cứ thẳng thắn trao đổi qua lại để mình có thông tin nhiều hơn. Dũng cũng có xài Facebook cá nhân là Hoàng Dũng HKTM, với Zalo của Dũng là bản thân Zalo với Facebook của Dũng là cái số điện thoại Dũng vừa giới thiệu cho anh em đó là 0939 080 609. Thì bên cạnh cái gia dắt này thì hiện tại mình cũng đang bán xe, chủ lực của mình là thiên về hai thì hải quan chính ngạch. Thì các bạn có thể nhìn thấy như bên trong cửa hàng đây, có nghĩa là có một cái số lượng xì bo rất là đáng kể, thì bao gồm là 110 và 120 hải quan chính ngạch, xe dọn và xe dọn gin và xe gin máy gin, có nghĩa là nó sẽ có ba dạng như vậy. Còn thêm một dạng thứ tư nữa là xe hình thức là xe thanh lý xịn chính chủ sang tên, thì cái đó cũng có nhưng mà cái đó gần như mình bị cháy hàng. Tại vì cái phần ví dụ như mà thanh lý mà tại chỗ đó là mình chạy toàn quốc được phải không? Được anh, nếu mà đúng mà xe hồ sơ thanh lý xịn 100% thì được thanh lý ra bằng văn bản giấy tờ hợp pháp trong các kỳ thanh lý á, thì mình chạy toàn quốc thôi, nhưng mà hồ sơ mình không được dịch chuyển tỉnh khác thôi. Rồi vậy cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi, rồi xin chào và hẹn lại các bạn trong clip sau nha.